Nút này là nút gì ta? Ôi, nâng thang lên nè các bạn. Nâng lên nè. Cái nút này hạ xuống nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để chiếc xe này lên. Đó. Nâng lên nào. Đó. Rất là khỏe các bạn ơi. Rồi chạy tới luôn nè. Đó. Hay quá à ta. Lùi lại các bạn ơi. Đó. Đó. Cắm đầu luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để lên cái chiếc này đi. Xem là có tải nổi không nha các bạn. Hạ xuống nè. Đó. Nâng lên nè. Ôi không nổi rồi các bạn ơi. Không nổi rồi, nó không nổi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho chạy tới nha. Đó. Hello, xin chào các bạn ơi, hôm nay mình mời các bạn đi theo mình để tìm những chiếc xe đồ chơi nha các bạn ơi. Ở sau mình thì có một cái đoàn xe để mà chở những chiếc xe mình tìm kiếm đó các bạn. Rồi bây giờ let's go. Ơi các bạn ơi, mình thấy phía trước mình thì có một cái chiếc xe gì nè các bạn. Wow, một chiếc xe Ben nè các bạn ơi. Rồi ok, mình đã tìm được một chiếc xe nha các bạn. Phía trước mình còn rất là nhiều chiếc xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có một cái chiếc xe gì nữa nè các bạn ơi. Rất là đẹp phải không các bạn. Rồi mình để lên chiếc xe Ben của mình luôn nha. Tiếp tục thôi các bạn ơi. Cái đoàn xe của mình rất là dài nha các bạn. Ôi các bạn ơi, mình phát hiện đây có một chiếc xe gì nữa nè. Oh, wow, một chiếc xe Bullet nè các bạn ơi. Mình để lên chiếc xe container khổng lồ của mình nha. Tiếp tục thôi các bạn ơi. Hôm nay mình phải tìm thật là nhiều chiếc xe đồ chơi để mình khám phá cho các bạn cùng xem nha. Đây. Có một chiếc nữa nè các bạn ơi. Wow, một cái chiếc xe cẩu mút két nè các bạn. Rất là đẹp nha các bạn ơi. Rồi, để lên chiếc xe container siêu to của mình nào. Chiếc xe tăng của mình rất là khỏe các bạn ơi. Có thể kéo được rất là nhiều xe luôn. Xe gì đây các bạn ơi. Xe gì đẹp quá nè. Là một cái chiếc xe Ben chở két nha các bạn. Rồi, mình chồng lên đây luôn. Đó, mình có một chiếc xe Ben siêu to luôn các bạn ơi. Let's go đi nào các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, mình phát hiện bên trong đó có một cái món đồ chơi gì rất là đặc biệt luôn kìa các bạn. Anh mình xem nha. Ôi trời. Ôi, khổng lồ quá các bạn ơi, rất là to luôn. Xe gì nè các bạn ơi. Wow, là một cái chiếc xe cứu hỏa nè các bạn ơi. À, to lắm phải không. Rồi bây giờ mình sẽ để lên chiếc xe container của mình. Rồi đi thôi. Ôi kéo nổi luôn kìa các bạn ơi. Ôi chiếc xe tăng của mình khỏe dữ người ta. Đi thôi các bạn. Ôi bị ngã rồi các bạn ơi. Rồi. Wow. Ôi, các bạn ơi, mình phát hiện đây có một cái chiếc xe gì nữa nè. Wow, rất là to nha các bạn. Một chiếc xe cẩu mút cát màu cam. Rồi bây giờ mình thử mình hoạt động chiếc xe này nha. Wow, rất là hay luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy mình là lái xe chuyên nghiệp không các bạn. Thôi mình múc cục đất này lên cho các bạn xem nè. Để mình kiếm cục đất nha. À, đây, xe mình nè. Ủa, khó quá các bạn ơi. Mình chơi gì cho nhanh nha các bạn. Đó, hướng dẫn các bạn chơi gì đó. Rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để lên. Wow, chiếc xe tăng của mình rất là khỏe nha các bạn ơi. Rớt luôn rồi các bạn ơi.
bị gớt hết xuống đây rồi các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dừng chân chỗ này luôn để mà mình khám phá cho các bạn những chiếc xe này nha. Ok, mình bỏ những chiếc xe này xuống nè. Ở đây mình tìm được rất là nhiều chiếc xe phải không các bạn? Ok, mình mang lại đây nha. Wow, xe đẹp không các bạn ơi. Hôm nay mình toàn tìm xe mới thôi. Bây giờ mình sẽ đếm thử xem có bao nhiêu món đồ chơi nha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, và 7 chiếc xe đồ chơi nha các bạn ơi. Rất là đẹp luôn, mình rất là thích chiếc này nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở chiếc xe này ra, mình khám phá cho các bạn cùng xem nha các bạn. Mình rất là thích chiếc này luôn á. Wow, ôi các bạn ơi, là một chiếc xe điều khiển nha các bạn. Ở đây có một cái remote nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái remote ra nha các bạn ơi. Mình thích thú lắm mà các bạn. Mở ra nha. Đó, các bạn ơi, remote nè. Đó. Rồi bây giờ mình lấy chiếc xe này ra nữa các bạn ơi. Đây có mấy cái con vít nè các bạn. Mình vặn ra nha. Vặn hết 4 con này mình mới lấy được chiếc xe ra nha các bạn. Còn mình không vặn là mình không lấy được. Còn con nữa. Một cái chiếc xe thang cứu hỏa nè các bạn ơi. Ui đẹp quá à. Ở đây có một cái thang gì nè các bạn. Rất là cao luôn á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bật cái nút on lên. Mình bật lên chưa ta? Rồi bây giờ mình sẽ học cách vận hành nha các bạn ơi. Ôi lui nè các bạn, lui nè, tới nè, nhưng mà bị lúng rồi. Tới nha. Ôi bị lúng rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kiếm cái địa hình bằng phẳng để mình chơi nha các bạn. Tới nè các bạn ơi, lui nè. Ôi, còn đây là rẽ trái rẽ phải nè các bạn. Còn nút này là nút gì ta? Ôi nâng thang lên nè các bạn. Nâng lên nè, cái nút này hạ xuống nè các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ để chiếc xe này lên. Đó, mình nâng lên thử nha các bạn. Nâng lên nào. Đó, rất là khỏe các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi chạy tới luôn nè. Đó, hay quá à ta. Lui lại các bạn ơi. Đó, trời ơi, cắm đầu luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để lên cái chiếc này đi, xem là có tải nổi không nha các bạn. Hạ xuống nè. Đó, nâng lên nè. Ôi ôi, ôi không nổi rồi các bạn ơi. Không nổi rồi, nâng không nổi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho chạy tới nha. Rồi bị lúng luôn các bạn ơi. Chạy tới nha các bạn. Đó, chạy tới thì rất là khỏe luôn. Ok, mình đã học cách vận hành thành công rồi các bạn ơi. Một chiếc xe rất là đẹp phải không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ khám phá chiếc xe này nữa nha các bạn ơi. Mình tháo ra nào. Wow, một cái chiếc xe bullet cảnh sát nè các bạn ơi. Để mình xem có cái động cơ không nha các bạn. Ồ, cái động cơ rất là... Ở đây, 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 đây. Đấy, có cái này nè. Mình kéo ra nha các bạn. Ôi rất là yếu các bạn ơi, cái động cơ yếu quá. Ôi ở đây có cái đèn nữa nè các bạn. Ôi có cái trống trống gì nè. Lại nha. Trời ơi đẹp dữ người ta. Đó, nhưng mà rất là yếu các bạn ơi, để dưới đất thì nó chạy rất là yếu luôn. Ôi. Ôi có cái trống trống đèn rất là đẹp luôn. Ở đây có hai cái đèn nè các bạn. Rồi ok. Còn chiếc tiếp theo nha các bạn ơi, mình mở chiếc này ra nha. Ôi cái bịch rách luôn rồi các bạn ơi. Mở ra nào. Wow, một cái chiếc xe chở rác nè các bạn ơi. Đó, rất là đẹp phải không? Chiếc xe này thì có mấy màu các bạn, có hai màu nha. Cái cabin xe là màu gì các bạn ơi? Là màu trắng nha. Còn cái thùng rác là màu gì các bạn? Là màu xanh lá cây đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp thùng ra. Ôi các bạn ơi, hình như là mình mở cái nắp thùng ra không có được. Ôi cái nhà sản xuất này kỳ dữ người ta. Kỳ quá trời luôn rồi, không mở ra được thì sao chứa rác được các bạn? Ôi kỳ quá trời à. Rồi để mình xem cái bánh chớn nha các bạn. Đó, rất là mạnh nha các bạn. Đó, động cơ rất là mạnh luôn nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá chiếc tiếp theo nè các bạn. Ở đây mình còn 1, 2, 3 chiếc nè. Đó, nhiều món quá. Mình mang qua đây coi. Đó, bây giờ các bạn muốn mình khám phá chiếc xe nào? Các bạn ơi, khám phá chiếc này đi. Cái bịch này rách luôn các bạn ơi. Đó, là một chiếc xe tải chở cát nha các bạn ơi. Nhưng mà nhìn rất là ngầu nha. Ở đây có rất là nhiều bánh xe luôn nè. Ủa cái bánh xe này nó bị xéo xéo rồi sao các bạn ơi. Đó, mình xem cái động cơ nha.
rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình mở cái xe tải múc cát này ra để mình múc cát lên xe ben nha các bạn. Đó, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Đó, bên trong thì có một anh tài xế đang điều khiển nè. Rồi bây giờ anh tài xế sẽ múc cát lên xe ben cho các bạn xem nha. Còn cát ở đây rất là cứng nha các bạn ơi, gán cạp đi nha. Đó, quá hay luôn các bạn ơi. Anh tài xế làm việc rất là hay luôn. Cạp đất rất là hay nha các bạn. Múc đầy xe luôn nha. Ok, đầy xe rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ di chuyển chiếc xe đi đổ cát nha. Bip 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 bip. Wow, ok, đổ cát xuống rồi các bạn. Hay quá các bạn ơi, xe giật quá giật luôn rồi các bạn ơi. Ở đây có cái bẩn nhưng mà sao không đổ mà giật dưới rồi các bạn. Rồi, lui lại nào các bạn. Rồi, ok, chơi một chiếc xe rất là đã đúng không các bạn ơi. Ở đây mình cũng có một chiếc xe ben nữa nè. Rồi, mình mở ra nha các bạn ơi. Wow, có chiếc xe ben cũng rất là đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ múc cát lên hai chiếc xe ben này nè để mà đi đổ nha các bạn. Ok, đầy xe rồi các bạn ơi, đi đổ cát thôi các bạn. Một gạo nữa nha. Rồi, đi đổ cát thôi các bạn ơi. Bip 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 bip. Ok, đổ cát xuống các bạn ơi. Quá hay luôn các bạn ơi. Ồ, chiếc xe nhỏ mà làm việc rất là hay nha. Đó. Ok, mình đã khám phá thành công những chiếc xe đồ chơi này rồi. Bây giờ mình sẽ lại đó mình khám phá những chiếc xe đó nha các bạn ơi. Mình lấy chiếc xe cẩu múc cát này nè nha. Ui, lại đây mình sẽ xúc cát lên nè. Đó, mình lại mình xúc cát lên nha các bạn ơi. Mình kiếm mấy cái cục đất, cục đá gì mình xúc, mình để lên xe ben và mình chở đi nha các bạn. Đó, xúc lên nè các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ thử thách mình xúc đá bự này nha các bạn ơi. Cố lên nè các bạn. Dạ, trời ơi, xe cẩu bay luôn kìa các bạn ơi. Cái xe cẩu múc cát này hay dữ trời. Xúc lên nha các bạn. Trời ơi, quá hay luôn các bạn ơi. Anh tài xế này quá hay rồi. Cố lên các bạn ơi, xe cẩu biết bay nha các bạn ơi. Xúc lên nào. Ôi trời ơi. Đó, đúng rồi các bạn ơi. Mình chơi vậy là đúng bài luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ xúc cái cục nhỏ hơn nha các bạn ơi. Cái cục này là nhỏ nhất nè. Xúc lên nè các bạn. Rồi gãi cẩu luôn các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn. Rồi mình đã xúc thành công rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lại đây nha các bạn. Mình xúc đất lên chiếc xe container này nha các bạn ơi. Mình kiếm cái cục nào nhỏ nhỏ mình xúc lên nha các bạn. Đó, di chuyển lên nào. Đó các bạn ơi. Xúc lên chiếc xe container siêu to của mình nha. Đó, cố lên các bạn ơi. Wow. Ôi, có chừng gãi cẩu luôn các bạn ơi. Đó, hay quá các bạn ơi. Một cục nữa thôi nha. Ok rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ hoạt động chiếc xe tăng này để mà chở những cái cục đá này đi nha các bạn ơi. Rồi, let's go. Ok, tới công trình rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cẩu những cái cục đất bự này xuống nha các bạn ơi. Cẩu xuống nào các bạn. Wow, rất là hay luôn các bạn ơi. Những anh tài xế này làm việc rất là hay luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ ben cái xe ben này xuống nha. Ben xuống nào các bạn. Đó, rất là hay luôn các bạn ơi. Rồi, đầu xe chúng ta di chuyển nữa nha các bạn ơi. Let's go nào.
Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe cẩu múc cát khổng lồ này để cẩu những chiếc xe đồ chơi lên chiếc xe ben và chiếc xe container siêu to của mình nha các bạn ơi. Xúc lên nào các bạn. Một chiếc nè, mình sẽ mang những chiếc xe đồ chơi này về nhà nha các bạn. Hai chiếc nè, quá hay luôn các bạn ơi. Một chiếc xe cẩu múc cát làm việc rất là chuyên nghiệp. Trời, xúc chiếc xe khổng lồ này luôn. Quá hay các bạn ơi. Tiếp tục nào. Ồ, chiếc xe cẩu biết bay nha các bạn. Rất hay đúng không? Ok, còn một chiếc nữa các bạn ơi. Xúc lên nào các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển những chiếc xe này đi về nhà nha các bạn ơi. Let's go, đi về nhà thôi các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, bị ngã, bị va chạm ngã hết rồi các bạn ơi. Rồi thì sớm giờ mình với các bạn chơi và khám phá cũng rất là vui phải không? Bây giờ mình phải mang những chiếc xe này về nhà rồi các bạn ơi. Bây giờ phải về nhà mình ăn cơm với mẹ mình rồi các bạn ơi. Rồi bye bye các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo của mình nha các bạn ơi. Và khoan đã, bây giờ mình sẽ đếm xem sớm giờ mình đã tìm được bao nhiêu chiếc xe nha các bạn ơi. Rồi tắt máy nha. Rồi bây giờ mình sẽ đếm từ đây nha các bạn. Mình đếm xong cái mình đi về nha các bạn ơi. Một chiếc xe cẩu hút cát rất là siêu to. Đó, hay quá các bạn ơi. Đó, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè. Đó, chiếc xe này xịn lắm nha các bạn ơi. Bảy nè, tám nè, chín nè, và 10 chiếc xe đồ chơi nha các bạn ơi. Rất là nhiều luôn, một thế giới đồ chơi của mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mang những chiếc xe này về nhà nha các bạn ơi. Bye bye, nhớ đón xem những video tiếp theo của mình và đón xem những chiếc xe siêu khổng lồ của mình nha.